nào đâu. Cháu còn đang tiếc. Đấy, tí mày quay thế nào, quay để quay chưa? Ấn chưa? Ấn rồi đấy, đang quay đấy. Bây giờ nó đang quay rồi đấy, gì? Cái cảnh trạm đi, tí mày quay chỉ không quay cây này đấy. Vâng, đấy. Này xem con về Yên Bái nhá. Đấy, đây là nhà vườn mực bán 1 cây. Còn cái cảnh bán 2 cây. Hôm nay hai chú cháu phối kết hợp toàn cây gọi là siêu phẩm siêu VIP, siêu phẩm siêu VIP luôn. Chạc 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 em ơi, chạc chạc để lái được tí hạ thì ấy sau. Yêu cây quá này. Đấy, quay cây. Rồi, quay cây. Đấy, cây trứng gà nhà vườn được bán cho nhà vườn Hiền nhá, bay bàn trà này. Đấy. Màu to à nhá. Màu to. Không bảo đảm. Không bảo đảm. Cái gà nó khỏe lắm mà. Nó chở lâm bao chấu vào này. Đây một cây thứ hai này. Chở lâm bao chấu vào để kê. Không biết nữa mẹ. Không. Ờ nhờ. Thôi được rồi. Không sao ạ. Cái này nó nhanh gọn về nghỉ có tối rồi. Đây một cây móc mật rồi nha. Đấy. Cây đẹp nhá. Cao cái này mà đúng với trồng cây con này mà nó thấp xuống khoảng gần 1 mét. Ok. Làm về em.